chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Anh làm gì đấy? Quay được là bỏ. Lỗi kỹ thuật. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với. Ủa chim à? Trên ngọn cây à? Ủa gì thế? Hello. Tama TV. Sáng nay chưa ăn sáng, yếu quá. Ôi thôi, bay mất rồi. Bắn chim à? Thế? Mày tưởng bắn cái gì? Anh bao giờ bắn được chim đâu. Chả bắn chim, bắn gì? Không mà bắn chim. Bắn được khỉ. Lâu ngày không tan, để bắn chim trên trời. Nó bay bay view view. Kéo mà nó đi qua nó yểu mấy đống vào đầu anh. Xong nó bay tiếp anh chả bắt được nó. Động ngay cây kìa, mày nhìn á. Cây trên nhỉ? Hoài, bắn chim. Mấy con chim. Ví dụ anh bắn như bắn con vịt kia thì sao? Này, con vịt kia mình tìm một phát một đó. Không tin đấy. Con nầy á, phát một. Mày tin không? Ừ, tin không, ngựa đi. Bắn đi. Quài. Lại. Đứng cái tên thôi. Mày. Bắn đi. Nó còn đang bơi lại gần tao đấy kìa. Cho kiếm tiền, bao giờ bắn được con đấy. Bắn đi. Nó còn ngoại dịt để treo anh nữa. Ai? Anh bị tên xong rồi đi. Từ từ, đang sáng chưa ăn sáng. Ôi, nó chạy mất giờ. Mày, tao phải phục thù. Quay. Chạy mất, tao sáng tận nơi tao bắn. Tận nơi. Ui, tên công. Đây, bắn đi. Ừ, rồi nó vừa bơi, nó vừa chửi anh ấy. Nó vừa treo người anh ấy. Chúng rồi. Thôi. Bây giờ im rồi. Không bơi nữa, chúng cánh rồi, mày đưa tên nữa đây. Nhiều cục phao ấy nhỉ. Đưa tên nữa đây, đưa tên nữa đây. Bán nó im luôn rồi. Chim thuyền rồi. Nhìn phát nữa này. Mày thấy nó đẳng cấp chưa? Chim thuyền rồi. Chim thuyền rồi. Cục phao rồi. Tên khác, tên này cong quá. À, nó còn chạy chết thế kia. Ôi, kia nổi tên phô phèo rồi. Tao đưa tên lên. Nó đang lên. Chửi anh nè. Cái gì tao phải cho nó một phát giữa đâu. Đứng lên. Một phát tiên nó xiên rồi, xiên người rồi. Xiên người. Xiên người rồi kìa, tên nó chẳng nữa kìa. Sao nó vẫn sống? Đầu nó ngoảnh nhanh lên. Một bao nhiêu mắt rồi. Đâu nó ngoảnh. Thế con chim nữa. Nó đứng im nữa. Nó cho anh bắn à. Tình cảm thế. Mày bơi vào đây. Bơi vào đây. Bắn nó. Ôi. Bắn vào đập ra. Bắn vào đập ra rồi. Nổi tên nổi hết này. Đưa.
phát nữa thì cũng vớt tên xong. Vớt lên tên. Ôi nó chơi người anh, nó chơi người anh rồi. Trượt kìa. Cái đá ném nó mắt. Rơi vào đấy. Rơi vào đấy. Đi. Cái gì? Thành xứ đi. Đất đung. Đá bị bắn hoài. Ôi tóm được nó luôn này. Chết toi rồi. Ui, từ từ để tao bắt nó, nó chết rồi. Xiên đầu rồi. Xiên đầu rồi mà. Ui. Tao bắt được nó nhỉ. Bắt làm gì? Bắt thịt. Hả? Hả? Chết toi rồi. Chết toi gì? Về gì ấy? Anh đã chết vì người ta rồi. Kệ chứ, nhà bác, nhà anh mà. Bác gì? Ui giời, mày rốt thế tí nữa lại lên rút tên ra xong bảo rồi vịt nhà bác lại bơi chết đuối ở dưới áo. Ờ nhà con này chưa chết đuối gì nó chết rồi mày không thấy đầu nó như thế kia không chết đấy, nó không còn sức nó bơi nữa rồi. Bây giờ phải lấy cái cây để anh khuêu nó lên coi lên nó bơi thế nào nữa. Anh nhả bom này cho ăn hai tên chứ. Rồi vào cái gì nữa nó. Anh xuống bắt đi. Không, giết. Là mày kéo anh để anh thọ cái cơn thôi. À đây, để tao xuống tận nơi để bắt nó. Bắt đi. Ừ, nó đang gai quá. Tí nữa thì nhạc không. Wow. Đi. Chạy kìa. Bắt đi nó. Nó không chạy nữa đâu. Đến lên là thịt. À từ tao phải xách lên, tao bảo bác ý là vịt chết đuối. Xong rồi tao mượn nồi xuống để nấu đi. Nhà bác này. Kéo tao lên. Tao để con vịt anh cho nó đi. Anh em mình bắn nhỉ. Không, tay đâu. Thôi thì tao chả tin tưởng này. Tao tự mò này. Con vịt của anh nó đang bơi. Nó đang vẫy cánh nhỉ. Đang dạy chết thì có. Một con vịt sẽ ra hai cây cây. Nó kêu trời. Mưa quá gặp quá. Là có mưa nó bị bả bị bơm. Dinh tên của mau đại ca thì lăn ra chết. Mày làm gì ấy? Thôi ông nội ơi. Ông không lên được đâu. Xách đồ đi. Xách đồ đi sang tao nấu món đặc biệt. Xách lên chân ấy. Tao nấu, tao lên bằng chân ở dưới. Tao lên bằng bụng lên được rồi kìa. Căn bản lúc sáng tao đói tao không lên được thôi. Cầm lấy. Buồn cười. Tao lên đấy, tao bảo, bác ơi, vịt nhà bác, tôi giúp tên là vịt nhà bác chết đuối ở dưới ao ấy, cháu vớt lên cho bác này. Thế bác anh được. Đấy là, và cháu vớt lên cho bác này. Ôi sao nó chết rồi, thế là tao xin luôn rồi, tôi thích cho bọn này. Bác tao cũng được luôn. Ước gì, bác em cũng được thế. Vậy. Bác, đấy, bác dễ tính, bác cho mình. Dễ tính. Không. Có mà được. Tao đặt cho bác. Chị chẳng có vết tên đầy đây nè. Nó vết tên gì chứ. Đi sang đây tao nấu món siêu kinh điển cho mày. Dạ. Ủa, mày thích không? Giống anh, gần gần ngu ngu. Bên này đẹp. Đẹp á? Một cửa. Một cửa. Một cửa. Mày làm như lúc nào có. Bọn anh dễ tính nhỉ. Từ đấy. Đây. Mày cầm đi. Nếu mà có bác anh thì có bác nhiều. Bác dễ tính như này á. Hôm nay em không thử. Em bắn vịt chết trâu. Em mà chết đuối. Trời ơi. Đuối. Thôi mà. Vịt chết đuối là được. Bác ơ nhỉ. Thế thì bác đấy. Ủa
bác đấy loát hơi hơi chậm. Loát hơi chậm. Xem đây. Thôi chưa kịp nảy số thì anh ơi. Xin luôn. Xin luôn trẻ bác không để ý rồi. Loát hơi chậm một tí. Loát hơi chậm. Này. Bị chết đuối. Bị chết đuối giỏi. Mà khéo bác ấy cười anh khu ấy. Khéo bác ấy tưởng là vịt bị dịch ấy. Bệnh chết đấy. Xong rồi anh lại tưởng là vịt chết đuối. Khéo bác ấy lại nghĩ anh ngu ấy. Ây, chỉ ngu ấy, xin được nhiều ấy. Xong anh cứ ngu ấy. Đấy, từ từ. Bây giờ nhá, ta sẽ làm món này đẳng cấp. Luộc à? Không, luộc gì? Hấp muối mới biết. Thể loại hấp muối bao giờ chưa? Mặn thế. Anh cho hẳn cái này là mặn à? Mặn là mặn thế nào? Chấm mặn rồi mặn đi. Không mặn, mày cứ tin tưởng vào anh. Chấm mặn. Không bao giờ mặn. Khi em cho mà có một tí một bốc muối này đã mặn rồi. Nhưng mà tao nấu kiểu khác. Kiểu gì? Kiểu toàn muối. Ừ, anh ảo tưởng à? Ảo tưởng? Mày chưa thấy... Xẹo. Món vịt hơn. Ủa ơi, đổ bỏ đi cho cá. Cá cá cái gì? Im. Mày biết cái gì? Đi cho tần muối đây. Tần muối ăn thì ngon. Ngon cái khỉ, mặn đắng, mặn chát à. Mặn cái gì mà mặn? Thế anh có uống được nước biển không? Tao quên mượn vung rồi, mày chạy lên mượn vung. Anh gì mà mượn? Ý mà mượn. Bác của anh chứ bác của em à? Thật ra là bác hàng xóm thôi. Thế mà cũng có. Ây, dữ tính của con. Bác dễ tính. Đưa đây. Sao tính gì lêu phiểu này? Ây, nó có hai cái cục này không bỏ. Đấy, chẳng gì. Hãy cục gọi nhất thì để lại, xẻo một chi. Thịt vội ấy nhỉ thế? Đây nữa. Tao phải... Đây. Rồi được rồi, kệ nó. Hoi thì nó mới hiếm, hoi nó mới ngon. Hơi chật. Anh để nó thế à? Hãy mất đủ gì em ấy. Kìa, bắn nó xiên. Xiên ngực. Anh còn nói tròn chê đấy. Vì chị còn tròn chê đấy. Rồi. Cho dừa vào. Đó. Nặng dừa vào cho thơm. Em thích ăn dừa lắm. Mày thì có gì mày không thích ăn? Hả? Đầy thái. Lấy củi đi. Anh nhắm củi thì em nặng rồi. Thì được khôn như chó ấy. Chưa hả? Đấy được không? Được. Ồ, bật kê. Không chưa? Nào nó cứ ở chân tại chỗ ấy. Dậm chân tại chỗ đây đây. Mày phải đưa cái tay này. Thấy chưa? Trời, thế đây. Thôi thôi, để tao nạo tí. Anh đợi đi. Xong rồi đây này. Nhiều vào nó mới thơm. Không cho tao ngủ cút thơm nè. Nhiều vào. Hôm làm con cút sướng này, mỏng thế mà anh đủ với nữa. Đấy là lỗi kỹ thuật thôi. Con này xuyên cổ này, xuyên mồm này. Vậy thế anh bắn đẳng cấp không? Đẳng cấp bình thường. Đẳng cấp bình thường. Đẳng cấp à, chỉ cần ngửi hơi đạn là chết rồi. Mày đấy gọi là gì? Gọi là ném phân ngất. Ném phân ngất.
Nó nhiều vào. Thôi thì thôi, nặng này thôi, bây giờ lót cái này xuống dưới. Thế thì bỏ cái làm gì? Lót cái này xuống dưới. Thế thì mày cầm đấy. Không, thái thái ra đặt một cạnh đây cũng được. Không, lót xuống dưới, đỡ mặn tí nữa nó dỡ, dỡ nó muối đấy, đỡ mặn. Hiểu không? Ừ. Nhanh cái tay lên. Lót một miếng vào giữa. Rồi, nào. Đó. Ok. Ô văn kê. Vẫn cứ là ok. Đây ừ. Cái thớt luôn. Này. Tí nữa chặt một lớp lá chuối nữa. Không được chặt. Sẽ củi đã. Lại chúa con lứa tuổi học sinh. Con. Chúa. Rồi, ok. Đó nè. Với tí rác này. Kìa. Với tí rác khô. Rác khô cái kìa. Đấy. Không. Thấy không? Khô. Đấy, đấy, đấy. Đây con. Tư thế cầm súng khi săn thấy quát là vô luôn. Ôi tôi ông nội ạ. Còn đây là tư thế cầm súng không khí khi đang đi dạo của dân tộc Mường. Ông nếu mà săn thấy người bắt tôi. Ông chỉ cần đứng im là ông săn được nhiều thứ rồi ông nội. Dạ thí ông mà đi săn á. Ông im cái mồm. Ông chỉ cần im cái mồm thôi là sẽ bắn được nhiều con. Ông mà phát biểu ra cái nó chạy hết. Ông mà đi săn á, ông bắn thú rừng ăn một tuần không có. Ông giỏi. Sha. Siêu phẩm gì đây? Siêu phẩm gọi là cái gì? Hấp muối à? Nhớ có mặn, mặn đắng, mặn chát. Mặn mình cứ chặt đầu anh đi mà đá bóng. Nhớ nhé. Thớt ở đây. Cái món đá đặt lên đây nữa. Món ốc mao đại ca xào bơ tỏi. Ok. Kiểu này cho nó bí thế này nó cháy đầu mày. Cháy được hết. Tao đứng cái đầu lên. Vào cũng cháy được hết. Kê nó lên. Không phải kê. Mày biết cái gì mà phát biểu. Bà tôi dạy luôn. Một dâu. Thôi. Ây dồi ôi bà. Để ra xem. Đúng chưa? Xem đã. Con dao đâu đưa anh khẩn khẩn lên. Đây đấy. Cẩy lên chín chưa? Còn chín rồi đấy. Nhớ. Ai biết được. Ôi chốt bảo này chắc chín. Chưa. Chưa khỉnh mà chưa. Chưa chín. Chín nhá. Chắc có đùi đấy. Chưa, sống yên. Làm sao để lật được nó nhỉ? Không phải lật. Cái này là chuối. Đây, mình chặt đi để anh nhét nó vào. Nhìn kìa. Nhét vào đây. Nè. Đây. Không chín này. Tí nữa, 20 phút nữa. Đói lắm rồi đấy. Đói bận có thể về trước. Không. Em không bận đâu. Có mà anh bận anh về trước thì em chồng nhỉ. Bận có thể về trước. Mày trông không tin tưởng. Ấy, u! Đấy, ăn ở đấy. Ăn ở gì? Để đâu mà ăn ở. Tại em thôi.
con cứ bị lệch. Tí nữa. Đấy là tao sợ nó cháy mà mình không. Nhiều không? Ba nào có anh rồi. Chó chết. Gọi mày về đấy, mẹ mới gọi mày về, về đi. Mày tên là Eo còn gì nữa. Anh tên là Eo. Ui. Anh làm gì đấy? Ngoài đường là bỏ. Lỗi kỹ thuật. Chạy lên. Lỗi kỹ thuật tí. Mày giữ luôn được. Mày ngồi và giữ. Nhiều. Ừ, kêu nó tí nữa. Xin chào. Có mà hử. Giữ nó đi. Thôi, xuống tên thôi. Lột chín phết đấy nhỉ. Chị chín đâu? Tao sợ sống. Chín xem nào. Không chín cũng lấy, phải chín thì thôi. Không. Tao sợ chưa chín đấy. Thôi nốt môi này. Nốt môi này đi về bao giờ? Đến 5 giờ chiều chị kể hết chỗ này ấy. Bận có thể về trước. Bận vẫn không về. Ai xảy. Thơm thế. Anh nấu giả thơm. Ôi trời. Ây da. Chưa nào. Chín rồi. Chín đâu. Chín rồi mà. Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa chín rồi. Chưa chín lắm. Sống chỗ nào để em ăn. Đó. Khui hàng, khui hàng. Chín rồi. Chỗ nào ăn chỗ nào? Ăn bên kia. Ăn trong quần rượu đồ luôn. Wow. Cho các bạn xem cái món vịt hấp mà đây gọi là vịt bỏng lắm. Vịt hấp dừa. Vịt dừa này. Vịt hấp muối. Ừ, mùi chuẩn mùi dừa thơm lắm. Thế nào sạch sạch cái ăn nhỉ? Bên trên nữa. Đây bên này. Đi. Ấy, từ từ cầm để ta chặt tàu chuối. Ôi. Đấy. Ây. Mọi khi chiều nhanh lắm mà. Không nên giỏi. Ây. Ây. Tàu cho to rồi chặt. Bé thôi cần gì. Đi. Ê. 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 Ăn đây đi. Ăn đây này. Đấy. Đấy. Đấy, ngồi đây này. Đây có cái gốc cây đẹp. Ui, dưới cháy nào này. Thấy chưa, em bảo mà. Sự lựa chọn của em là thật sự là hoàn hảo. Wow. Tao bảo mày không nghe tao. Làm nào. Ôi, chín chỗ nào ăn chỗ đấy. Bảo vẫn còn chưa chín mà lại. Sao lại cháy? 10 phút nữa là. Sao lại cháy này? Cháy mấy đâu? Đây nó mới vàng. Nó phải vàng hết như thế này này. Anh đấy, nướng này. Sống đấy mẹ, sống đâu mẹ ăn đấy mà. Đấy. Tao ăn chỗ chín. Thử đã. Ui thơm lắm. Mời các bạn nhá. Vết ít muối ra một chấm. Quên. Mời các bạn ăn miếng nha. Vét muối ra. Ừ, thơm đấy. Ây da, đây, chấm này. Thằng Mao Đệ nó hơi vội ăn các bạn. Nếu để tầm 15-20 phút nữa thì vẫn ăn
ăn được cái đùi. Mời thì tôi không ăn được cái gì. Thơm lắm. Xả thơm. Cho tôi ăn với. Cả cái đùi ngỗng mày còn chặt được nữa này. Chó ăn đấy. Chó mày. Đúng không? Nhanh cái tẩy lên. Mời các bạn nha. Hơi ngon không ạ? Hơi chín. Hơi sống. Hơi sống. Có mới được như thế này. Nó vàng như thế này này. Nó thì ngon. Nó cánh. Ngon nhỉ? Chỗ này nó chưa chín hẳn. Ngon thế. Thì chỗ nào sống mình đem lên cho bác nấu lại. Đó. Ừ. Bác nhà bác đơn vị vũ đàn kìa. Anh em mình bắn chân. Thế nào? Thích thì mình xin. Thế rồi bắn. Thế hôm nay anh bắn. Mày thách tao cái gì vậy? Bắn lại mình. Tao lên tao xin. Thế chứ mày thấy. Em cần. Mà bắn là phát một. Mày bắn được tao cái. Mày gương một cái nỏ cho tao cái. Anh gương em bắn được ngay. Bắn ăn. Ừ, ăn được. Mày có gì mày không ăn được không? Quên mất. Này thiếu tí cho muối. Mắc khén hạt dùng. Mắc khén hạt dùng. Mày lúc nào mắc khén hạt dùng. Nhất thủ. Nhì díp. Nhì vĩ. Ngọt lắm. Chín rất là ngọt các bạn. Thơm. Thơm tan chả mới được. Với cả cái dừa nhỉ. Cháy như thế này rồi mà chưa ăn thua. Có lẽ là do không đậy kín vung các bạn. Có vung đâu mà đậy. Tao bảo mày đi mượn, mày không mượn, cứ đòi lại là chuối. Lười. Là 10 phút nữa thì đẹp. Số nó khổ, có bao giờ được ăn ngon đâu. Nhớ học được của mày đi bà. Nó ăn tôm ấy, vui được. Ăn tôm nữa. Cảm giác ăn này. Số nó khổ. Mày là thích ăn vây cá mập à? Hả? Nào ta bắt cho mày cả một con luôn. Nó cắn nhờ. Bọn đấy cắn một bắn chết người đấy. Bọn đấy cắn tao xi nhê đi. Không ăn thua. Nó cục thịt nạc à? Trên tròn nó không sống mấy đâu. Nhưng cái trên này này, em tưởng là sống lắm nhưng mà không sống. Mày đấy ạ. À. Mày kéo cầm cả con vịt sống mày gặm cũng được nhỉ. Wow. Còn thế. Cũng không sống lắm các bạn. Chỉ có một số chỗ dày dày. Như cái nách đùi không chín đâu. Còn nào chín nữa. Cứng rồi. Nó gọi là tái tái. Phải cái cũng vào mồm chín dần. Nó buông nó ấm. Thế mà lúc nãy nhấc ra cái nước chảy ào ào sang nước lò lò này. Có là không có trứng à? Cái gì? Không có trứng à? Trứng để trong bụng này cho nó mẹ ăn này. Gà mày sắp chết rồi. Sẽ là tao còn biết đường. Thịt mong cho anh chăm bán của em nhé. Bán cho mày chơi kẹt bô nhìn nữa.
Có người bán được giá thế nhỉ? Gà, gà của mày thì được thịt. Để thịt chiến chiến ấy. Chiến chiến còn mấy con chiến được? Còn mỗi hai con. Ba con rồi. Đợi à, tháng 2 à, úi xôi. Cái này anh không ăn được. Cái này không ăn được. Không ăn được, bỏ cho chó. Cho em miếng cạnh, cạnh bên trong à. Dạ. Ấy à. Ăn ngon thôi mà. Thực ngon bổ dưỡng. Sao mình cứ toàn vội ăn toàn chưa chín hẳn nhỉ? Này, các bạn xem này. Đây là chín rồi, hay chín hết rồi này. Nhưng mà cái phần nạnh đùi này này là nó chưa chín lắm. Vẫn còn là đỏ. Ui bọc thế. Chín dần. Này, mua đấy, chấm đi. Nào, xem nào. Ướp này. Ướp này chín rồi đúng không? Chín rồi. Uầy, miếng này cho chó. Uầy. Cắt em miếng nữa. Để cho chó tiếp à? Rồi. Đây, tên nó xiên này. Ừ. Ây dạ. Để dành à? Dạ. Vứt cho con rách miếng. Rách nào đấy? Vứt cho con rách miếng. Con rách nhà bác anh. Rách rách. Rách. Mày phải vứt đúng con này. Con xương cho ăn thịt cơ. Con này nó phải vứt đúng mõm ấy. Chậm nhanh. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.